dưới 300k mà khách hàng mua nhiều nhất. Em sẽ nghĩ ngay đến chai Empire, bởi vì khách em thường hay thích bán là cái chai đó hậu ngọt, mềm mại, dễ uống và nó thích hợp cho dành cho phụ nữ của chị. Nice. Chất tự nhiên sau khi nhân plan mấy lần? Trên 10 lần. Wow. Riverland cấm sau khi nhân là 5%. Ý do là độ cao nè, chất tốt, rất là dễ uống và hậu vị rất là lịch miệng. Chắc là Luka 14. Em bán từ hồi 2018 tới giờ. Thật sự là em không nhớ được đã bán được là bao nhiêu chai, số lần bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn là cái chai đó là bán nhiều nhất luôn á. Kiểu như là mỗi tháng thì khách đều lấy đều và có khách quen chỉ uống mỗi Luka thôi, không uống một bất kỳ chai nào khác. Nhưng mà em có thể tính được là 200 chai là một cái đơn hàng Luka nhiều nhất. Là Luka 14 ạ. Chai này á thì là vang Ý, chát mềm hậu ngọt, nam nữ đều dùng được ạ.